chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin y tế ngày 22 tháng 3 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Một sinh viên ở Khánh Hòa nhiễm cúm gia cầm AH5 chưa rõ nguồn lây. Tử vong, nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh lợn. Bé trai 7 tuổi bất ngờ bị đột quỵ não, yếu liệt tứ chi vì nhồi máu não. Bị vi khuẩn lạ tấn công, người đàn ông suýt tử vong chỉ trong vòng 1 ngày. Chủ quan với u lành tuyến giáp, sau 10 năm phát triển biếu cục chèn ép khí quản. Thành công cứu sản phụ hội chứng hao do tiền sản giật nặng. Đau dữ dội vùng thắt lưng, người đàn ông bất ngờ được phát hiện có 4 quả thận. Sản phụ có nhóm máu hiếm bị băng huyết tử vong ở tuần thai thứ 39. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 3, bác sĩ Tôn Thất Toàn, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp là sinh viên nhiễm cúm gia cầm, cúm AH5. Bệnh nhân là BTD, 21 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, đang học tại thành phố Nha Trang. Được biết, ngày 11 tháng 3, bệnh khởi phát với triệu chứng sốt, ho nhẹ. Bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến ngày 15 tháng 3, bệnh nhân về nhà ở thị xã Ninh Hòa và chỉ tiếp xúc với mẹ và em gái. Tiếp đó, bệnh nhân đến khám tại cơ sở 2 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, được chẩn đoán viêm họng thanh quản cấp, theo dõi sốt xuất huyết đanh. Bác sĩ có đề nghị nhập viện theo dõi nhưng bệnh nhân xin kê đơn về điều trị ngoại trú. Một ngày sau, bệnh nhân nhập khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa trong tình trạng sốt cao, đau bụng quanh rốn, đi cầu lòng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn ruột, nhiễm trùng huyết, có dấu hiệu cảnh báo và chuyển vào khoa truyền nhiễm điều trị. Ngày 17 tháng 3, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của viện Pasteur Nha Trang ngày 20 tháng 3 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm AH5. Hiện bệnh nhân diễn biến nặng, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận thông tin dịch tễ, CDC Khánh Hòa đã hướng dẫn người nhà bệnh nhân các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời lập danh sách 14 cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 6 cán bộ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để theo dõi sức khỏe, thực hiện khử khuẩn các khu vực khám, điều trị, xe vận chuyển. Cúm gia cầm, cúm AH5 là loại bệnh dịch nguy hiểm, lan truyền rất nhanh, có thể gây dịch ở người, rất khó kiểm soát. Tỷ lệ tử vong chiếm gần 50%, cao nhất trong số các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Người bị cúm gia cầm thường có các triệu chứng giống với cúm thông thường và kèm theo một số dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm hơn trong vòng 2 đến 5 ngày kể từ ngày bị virus cúm AH5 xâm nhập. Các triệu chứng thường gặp như sốt cao đột ngột trên 38 độ C, rét run, đau đầu, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, đau họng, ho, thường ho khan, ho có đờm, đau nhức cơ, mệt mỏi rã rời. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh cúm này cho người. Vì vậy, khi xuất hiện những triệu chứng kể trên, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhiễm liên cầu khuẩn lợn xảy ra khá thường xuyên do thói quen ăn tiết canh lợn của nhiều người dân. Tuy đã có rất nhiều cảnh báo, tuy nhiên những trường hợp tử vong vẫn xảy ra một cách đáng báo động. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn. Trước đó vào ngày 14 tháng 3, tại Bản Lói, anh LVT có tham gia giết mổ và có ăn tiết canh lợn. Đến ngày 18 tháng 3, anh có biểu hiện đau vùng thượng vị, sốt cao trên 40 độ, kèm theo nôn và hạ huyết áp. Ngay sau đó, anh được chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế của huyện Điện Biên. Tuy nhiên, do bệnh chuyển biến nặng, anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để cấp cứu. Anh vào viện trong tình trạng sốc, trụy tim mạch nặng, niêm mạc nhợt, phù chi, xuất tiết nhiều đờm, sốt cao, xuất hiện tím nhiều ở chân tay, nhịp tim nhanh, bụng trướng. Đến ngày 20 tháng 3, anh LVT đã tử vong. Chia sẻ bệnh liên cầu lợn, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết. Với cái bệnh liên cầu lợn thì nó sẽ có hai cái thể bệnh chính. Thể thứ nhất là thể viêm mồm não mủ và thể thứ hai là thể nhiễm khuẩn huyết. Với cái thể nhiễm viêm mồm não mủ thì thường là người bệnh người ta sau khi người ta bị nhiễm vi khuẩn thì người ta xuất hiện cái tình trạng là sốt, đau đầu, có thể nôn, buồn nôn, thế và cái tình trạng sốt và đau đầu nó càng ngày càng nặng lên. Nếu như mà ở mức độ nặng thì có thể dẫn đến tình trạng là lơ mơ, hôn mê hoặc thậm chí là có liệt, có co giật. Thế và vào viện này, nếu như mà cái xử lý nó không kịp thời thì có thể cái tình trạng nó phù não nặng lên, bệnh nhân có thể tử vong. Thế cho nên những bệnh nhân cần phải xử trí hết sức tích cực. Cái thể bệnh thứ hai cũng hay gặp là thể nhiễm khuẩn huyết. Với các cái bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết thì thông thường thì họ sẽ có cái tình trạng là sốt, sau đó thì mệt lả đi và nếu mà nặng hơn thì dẫn đến tình trạng là sốc và suy đa phủ tạng. Thế một số bệnh nhân có cái tắc mạch và hoại tử ở đầu chi hoặc là có cái ban hoại tử trên da. Đấy thì những cái bệnh nhân như thế thì đa số là nó sẽ diễn biến khá là nặng và thậm chí từ tỷ lệ tử vong có thể đến 40-50%.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín, không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn, thường xuyên rửa tay với xà phòng, tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy định. Khi có các biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một trường hợp bé trai 7 tuổi bị nhồi máu não, căn bệnh rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Bác sĩ nội trú Nguyễn Võ Lộc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, chúng tôi ngay lập tức cho trẻ thực hiện các chỉ định cận lâm sàng để tìm nguyên nhân. Trong đó, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não của trẻ cho thấy hình ảnh tổn thương phía trước bán cầu não. Do đây là một trường hợp bệnh lý hiếm gặp, chúng tôi đã mời hội chẩn kết quả phim với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và thống nhất kết luận trẻ bị nhồi máu nhu mô não, cầu não và thân não. Bệnh nhi được điều trị chống phù não và dùng thuốc chống đông theo phác đồ. Sau 20 ngày điều trị, trẻ đã đi lại được bình thường, nói rõ, ăn uống tốt, đại tiểu tiện tự chủ, không sốt, không nôn, không đau đầu. Trẻ được cho xuất viện và hẹn tái khám sau 2 tuần. Chia sẻ về tình trạng đột quỵ xảy ra ở trẻ nhỏ, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, trưởng đơn vị đột quỵ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết. Đối với trẻ nhỏ thì cái đột quỵ nó thường nó cũng không liên quan nhiều đến những cái yếu tố nguy cơ do người lớn, như kiểu người lớn như những người có tuổi. Thì trẻ nhỏ nó, các cháu nó có thể liên quan đến các vấn đề của dị dạng mạch não. Dị dạng mạch não đó là cái căn nguyên cũng thể gây ra chảy máu não, vỡ mạch, vì có thể liên quan đến do cái đột biến, do vấn đề về di truyền, hoặc có thể liên quan đến cái bệnh lý về tăng đông. Cái bệnh lý mà có thể làm cho dòng máu nó đông một cách tự nhiên, có thể cái sự đông đó nó sẽ xuất hiện ở khu vực não thì gây ra tình trạng đột quỵ, hoặc có thể đông ở những vị trí khác thì các bạn biểu hiện những bệnh lý khác. Đột quỵ não, trong đó có nhồi máu não, là căn bệnh nguy hiểm nhưng rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại những di chứng rất nặng nề. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo bố mẹ, người chăm sóc cần đặc biệt quan tâm đến những dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt dấu hiệu yếu liệt chi thường là biểu hiện của nhiều bệnh lý thần kinh nặng. Do đó, khi thấy trẻ xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm này, cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tuấn Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, về cứu sống một trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị viêm cân mạc hoại tử dẫn đến sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng. Bệnh nhân là ông DVR, 63 tuổi, ngụ tại Long An, nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Theo người nhà chia sẻ, gia đình cũng không biết tại sao ông lại hoại tử, lở loét như vậy. Trước khi nhập viện 2 ngày, ông có lội nước bẩn, lội bùn. Sau đó, vùng cẳng chân phải đau nhức, sưng đỏ, vùng da tổn thương nhanh chóng lan rộng lên tới đùi, rồi tới vùng bụng dưới chỉ trong vòng 1 ngày. Nhận thấy tình trạng nhiễm trùng diễn tiến quá nhanh, chúng tôi đã khẩn trương đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An. Thông tin về căn bệnh, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tuấn Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết. Và chúng tôi đã nhận định đây là có thể là một cái trường hợp viêm cân mạc hoại tử nhiễm trùng diễn tiến nhanh. Lập tức hội chẩn và lập đường truyền sử dụng kháng sinh liều mạnh và đưa lên ICU để điều trị tích cực. Sau một ngày điều trị tích cực thì bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch và chúng tôi đã tiến hành mổ cắt lọc mô hoại tử. Sau đó sau một thời gian điều trị thì bệnh nhân đã dần ổn định, ăn uống ngon hơn và có thể đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Hiện tại thì bệnh nhân đã xuất viện về nhà trong tình trạng là vết thương lành hoàn toàn. Để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ các vết thương, nếu bị vết thương, mọi người nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý vết thương đúng cách, đặc biệt đối với những bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền. Hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, bao gồm đất hoặc nước bùn lầy, đặc biệt là những nơi có ô nhiễm nặng. Trang bị đầy đủ giày, dép và găng tay đối với những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước nhiễm bẩn. Cần đến ngay cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra nếu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng thông qua các biểu hiện như vết thương không lành, sưng đỏ và viêm. Hãy nhớ rằng, tự bảo vệ và tập trung vào vệ sinh cá nhân có thể giúp bạn giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn này, duy trì sức khỏe tốt. U tuyến giáp là một bệnh lý rất thường gặp. Hơn 90% các u tuyến giáp được phát hiện là tổn thương lành tính và chỉ 4,0% đến 6,5% là ung thư. Tuy nhiên, nếu người bệnh không thăm khám định kỳ, u tuyến giáp có nguy cơ phát triển thành bướu khổng lồ, gây chèn ép khí quản và nguy hiểm đến tính mạng như trường hợp sau đây.
Bệnh nhân là Hồ Hát Ca, sinh năm 1973, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phát hiện bíu giáp cách đây 10 năm, tuy nhiên khi đi khám ở nhiều nơi, bác sĩ khuyên chỉ theo dõi không can thiệp. Bản thân bệnh nhân khi nghe tin u lành tính nên đã chủ quan không theo dõi. Khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh nhân nuốt vướng, đau tức ngực, cảm giác khó thở, nhất là khi nằm nên đã đi thăm khám. Được các bác sĩ cho chỉ định, chụp X-quang ngực, CT cổ ngực, có thuốc cản quang tĩnh mạch để khảo sát những tổn thương của bệnh nhân. Kết quả chụp phát hiện một khối bướu giáp thủy phải lớn, thòng xuống trung thất, kích thước 5 x 15cm. Phần dưới của khối u nằm ở vùng trung thất sau, chạm đến động mạch chủ của bệnh nhân. Khối u đẩy xẹp 50% khẩu kính khí quản ngực. Bệnh nhân được chỉ định mổ cắt thủy phải tuyến giáp có khối u này. Ca phẫu thuật kéo dài 2,5 giờ đồng hồ. Chia sẻ bệnh ung thư tuyến giáp, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Lãng, nguyên trưởng khoa ngoại trung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết. Cái ung thư tuyến giáp mà thể không biệt hóa hoặc là kém biệt hóa thì cái tổ chức ung thư phát triển rất là nhanh. Đấy. Nó làm cho bệnh nhân có cái cảm giác là khó nuốt, khó thở hoặc thậm chí là nghẹt thở. Nó có một cái khối, nó xuất hiện ở vùng tuyến giáp, ở vùng bụng. Và những cái khối đó thì sau khi lớn lên thì nó sẽ gây đến những cái biểu hiện chèn ép, ví dụ như là nuốt vướng, ví dụ như là khó thở. Đó là những cái triệu chứng chính đối với ung thư tuyến giáp. Bởi vì các bạn biết rằng là tuyến giáp nó nằm ở cái vùng cổ là một cái vùng rất là nhạy cảm, nó giống như là một cái cầu nối, giống như một cầu nối giữa thân mình và vùng đầu. Nó tất cả những cái mạch máu đi từ tim lên trên não thì đều đi qua vùng cổ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý khi phát hiện khối u vùng cổ di động theo nhịp nuốt, bệnh nhân nên đến chuyên khoa phẫu thuật tuyến giáp để chẩn đoán và điều trị sớm, tránh để bướu giáp lớn sâu vào trong lồng ngực sẽ gây ra những biến chứng như chèn ép khí quản, thực quản, mạch máu thần kinh hoặc ung thư hóa. Ngày 28 tháng 12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cấp cứu và điều trị thành công cho sản phụ mang thai ở tuần 29 bị hội chứng Hao, một biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật nặng. Cụ thể, sản phụ là DTNP, 38 tuổi, nhập viện vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán con lần 4, thai 29 tuần, tiền sản giật nặng kèm hội chứng heo, tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu, suy thận cấp kèm tràn dịch đa màng. Sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu cùng ngày. Bé trai sinh non nặng 650 gram được chuyển khoa sơ sinh chăm sóc đặc biệt. Sau mổ, tình trạng suy thận cấp của sản phụ tiến triển nặng kèm tổn thương phổi lan tỏa hai bên và suy hô hấp. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, người bệnh được hội chẩn liên bệnh viện với các chuyên gia tim mạch, sản khoa, sau đó được chuyển viện nhanh chóng sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhằm can thiệp hồi sức tim mạch chuyên sâu. Chia sẻ về ca bệnh này, thạc sĩ bác sĩ Giang Minh Nhật, trưởng đơn vị hồi sức tích cực tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy hô hấp, diễn tiến nguy hiểm đến tính mạng, hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, không đáp ứng thở máy xâm lấn, tổn thương phổi trên X-quang ngực chiếm hơn 80% thể tích phổi. Sản phụ P được can thiệp VV ECMO, oxy hóa máu màng ngoài cơ thể, cấp cứu vì suy hô hấp giảm oxy máu kháng trị. Sau can thiệp VV ECMO và lọc máu liên tục trong 14 ngày, tình trạng suy hô hấp và tổn thương thận cấp của sản phụ hồi phục ngoạn mục, tổn thương gan, giảm tiểu cầu và tán huyết đều ổn định. Sau 28 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, sản phụ đã xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Hội chứng Hao là một biến chứng hiếm nhưng rất nguy hiểm trong thai kỳ, bao gồm tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu. Hội chứng này thường xuất hiện trong 3 tháng cuối của thai kỳ nhưng có thể xảy ra sớm hơn hoặc sau khi sinh. Hội chứng này xảy ra ở khoảng 4 đến 12% bệnh nhân tiền sản giật, khoảng 30% trường hợp xuất hiện trong những tuần đầu sau sinh. Do đó dễ nhầm lẫn với các bệnh lý nội khoa như bệnh lý tiêu hóa gan mật, bệnh lý thận, bệnh lý tim mạch. Phân biệt các bệnh lý này cần phối hợp lâm sàng và cận lâm sàng. Vì thế, sản phụ khi gặp các triệu chứng này cần đến bác sĩ chuyên khoa sản để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, nghi ngờ bị sỏi thận. Sau khi thăm khám, các bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh có 4 quả thận trong cơ thể. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng, bụng trướng, tiểu buốt, tiểu ra máu. Ngay lập tức, người bệnh được các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính và xác định người bệnh bị sỏi niệu quản phải 1/3 dưới, nằm ở vị trí đoạn nối của niệu quản khi vào tới bàng quang, sỏi kích thước xấp xỉ 9 x 7mm. Bất ngờ hơn, kết quả chụp CT các bác sĩ phát hiện người bệnh có thận niệu quản đôi hoàn toàn hai bên trái, phải và hai niệu quản riêng biệt đều cắm xuống bàng quang. Người bệnh có bất thường về giải phẫu hệ tiết niệu, có nhiều đơn vị thận hơn bình thường là một trong những nguyên nhân hình thành sỏi thận.
Khai thác tiền sử bệnh án, do tính chất công việc, người bệnh thường xuyên phải uống rượu bia. Nhưng mỗi lần uống rượu thì người bệnh đau quặn từng cơn, thậm chí tiểu ra máu nên đã tự mua thuốc điều trị tại nhà. Gần đây, các triệu chứng đau do sỏi thận ngày càng tăng hơn và dữ dội hơn. Người bệnh đã đến bệnh viện E để khám và điều trị. Về việc sở hữu 4 quả thận trong cơ thể, người bệnh cho biết mới chỉ phát hiện điều này cách đây 7 năm trước. Khi con gái anh chào đời và được các bác sĩ phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể khi có 3 quả thận và 2 bàng quang, một bàng quang lớn và một bàng quang nhỏ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ một bàng quang nhỏ cho con gái khi được 18 tháng tuổi, cấu tạo lại hệ tiết niệu cho con. Đồng thời, các bác sĩ khuyên mọi người trong gia đình tầm soát hệ tiết niệu thì phát hiện anh bất thường khi có tận 4 quả thận trong cơ thể. Đây là dị tật bẩm sinh hiếm và là do mầm niệu quản bên trái phát triển bất thường trong lúc bào thai hình thành và phát triển. Theo thống kê tại Việt Nam, những người có nhóm máu hiếm RH âm chỉ chiếm 0,07% dân số. Những người này thường gặp rất nhiều khó khăn khi không may cần phải chuyển máu, bởi họ chỉ có thể nhận máu của những người có cùng hệ nhóm máu giống mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến sản phụ mang nhóm máu này tử vong do không được chuyển máu kịp thời. Sản phụ 32 tuổi có nhóm máu hiếm đã tử vong do băng huyết sau sinh thường. Tai biến sản khoa nói trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Thấp 10 vào tuần trước. Theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ nhập viện khi thai 39 tuần, ngồi xuôi, nhóm máu hiếm, nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho. Đây là lần sinh con thứ 3 của sản phụ. Cả 2 lần sinh trước đó đều thuận lợi ở bệnh viện này. 10 giờ sau nhập viện, sản phụ sinh thường bé gái nặng 3kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, đờ cổ tử cung, không co hồi tử cung sau sinh. Các bác sĩ cấp cứu truyền dịch, song tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mất 1,7 lít máu. Sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cắt tử cung nhưng không qua khỏi. Chiều ngày 21 tháng 3, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Thấp 10 cùng một số bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp họp. Kết luận, ekip trực đã chủ động hội chẩn, dự trù phương án chuyển viện bệnh nhân khi có bất thường. Nhưng tình trạng thiếu máu hiếm trong tỉnh lẫn khu vực gây khó khăn cho việc cấp cứu. Hội đồng cũng chỉ ra bệnh viện chưa giải thích cho sản phụ và gia đình về tình trạng nhóm máu hiếm, khiến người nhà bức xúc khi tai biến xảy ra. Ngoài ra, bệnh diễn tiến nhanh là ca đầu tiên cấp cứu nhóm máu hiếm, ekip xử trí thiếu kinh nghiệm. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế, vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em trước ngày 27 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh, đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ NTG, thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ, chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.